Tôi mời hai vị khách mời đến đây để cùng tham gia một trò chơi Bánh mì Awards. Rồi, đây là một trò chơi mà chúng ta sẽ đo độ hiểu biết về một món ăn rất đặc biệt. Đấy là món bánh mì Việt Nam. Người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ready. Bánh mì Việt Nam bắt nguồn từ đâu? A. Anh, B. Pháp và C. là Mỹ. Rồi, quá đơn giản. Hy vọng là đúng. Rồi, 3, 2, 1. François. Và đáp án Oceanus là Mỹ. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Mỹ. Phúc Du và Tess, mỗi người đã có cho mình một điểm. Bánh mì thì thật ra là không có một cái cột mốc cụ thể, nhưng mà nhiều người cho rằng là sẽ du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến khoảng giữa thế kỷ 20 cùng với cả những người Pháp. Đó, và nó nguồn gốc xuất phát của nó là từ món baguette của Pháp. Câu hỏi thứ hai ạ. Tên tiếng Anh trong từ điển Oxford của bánh mì là gì? 3, 2, 1. Bánh mì. Bánh mì. Thế ạ? Ồ, vâng, và Phúc Du đã có đáp án đúng, đấy là bánh mì. Và câu hỏi tiếp theo. Bánh mì được đưa vào từ điển Oxford vào năm nào? 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời. B 2011 luôn đấy. Thú thật là cái đáp án này là mình ra bởi vì là mình có xem một cái nội dung ở trên TikTok mà các bạn là khoanh toàn C. Nhưng mà đấy là trong trắc nghiệm 4 câu hỏi thì khoanh C là giữa, có 3 đáp án thôi, chắc là B. Đấy. Trời ơi, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Ngày bánh mì Việt Nam là ngày nào? Có ngày này luôn à? Có ngày này luôn. Có nhá. 3 2 1. Sau Valentine trắng 10 ngày. C 24/3 là đáp án của Phúc Du và đó cũng là đáp án của TEZ và Oceanus. Tại sao mọi người lại chọn đáp án C ạ? Bởi vì từ nãy đến giờ em thấy chưa có câu nào là C cả ấy. Em quyết tử là em sẽ chọn C. Không đồng chi lắm. Thật ra là theo tính xác suất là nghe cũng hợp lý đấy chứ. Bắt đầu lo luyện thi rồi đấy. Thì mời đáp án của chương trình. Nó chính là đáp án C. Ok, để mình chia sẻ sau, mình khá là chắc chắn về đáp án này. Bởi vì vào cái năm mình ra bài Yêu đi mẹ anh bảo bánh mì thì sau đấy có ngày hội lễ hội bánh mì Việt Nam thì họ có tổ chức một cái hội chợ. Và sau đấy là tự dưng có một người bạn gửi cho mình clip thấy đang bật bài Yêu đi mẹ bảo bánh mì, hỏi là ôi hôm nay bạn đi diễn ở đây à? Thế sau mình kiểu không biết luôn, tự dưng kiểu lễ hội bánh mì nhưng mà ước gì mình đã được diễn ở đây lúc ra bài đấy. Nên là thì nó quá hợp lý luôn. Câu hỏi tiếp theo. Tiệm bánh mì lâu đời nhất ở Sài Gòn: A. Huỳnh Hoa, B. Như Lan và C. Hỏa Mã. B. Như Lan, A và A. Chúng ta xin đến với đáp án C. Hỏa Mã. Một cú plot twist. Mình chưa được thử cái món này. Cảm giác Hỏa Mã là một cái tên nghe nó rất là Hà Nội nhá, nhưng mà nó lại là tiệm bánh mì lâu đời nhất ở Sài Gòn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bánh mì xếp hạng mấy trong danh sách 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới? Phúc Du đưa ra đáp án là A thứ nhất, TZ là đáp án B thứ 6 và Oceanus cũng là đáp án B thứ 6. Yeah, thứ 6. Không, đấy là người ta xếp hạng sai em ạ. Tổng anh. Làm gì có chuyện bánh mì không xếp đứng ngang đầu của em, đùa. Ngon nhất thế giới nhưng mà thế giới của ai là chưa biết. Đúng rồi. Thế giới của anh là nó là số 1. Hợp lý. Nước chiếm bao nhiêu phần trăm trong công thức làm bánh mì? 10%, 25% hay 60%? 60% là đáp án của Phúc Du, 25% là đáp án của Oceanus và TEZ. Hai ông này có nhìn bài nhau không? Nãy giờ đáp án là giống nhau chắc chắn luôn. Không nhìn. Bây giờ mới nhìn thì công nhận là chữ xấu hơn chữ anh nhé. Xin mời đáp án ạ. 60% cả. Cảm ơn mọi người. Mùi bánh mì. Bà bánh mì no flex. Như vậy là sau lần câu hỏi vừa rồi thì chúng ta đã tìm ra nhà vô địch của Bánh Mì Awards, chính là Phúc Du. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời phần thưởng đến từ phía chương trình ạ. Bánh mì, ok. Champion. Mẹ ơi, con làm được rồi. Ok. Ôi, ngài ơi, ngài rất vương miện kìa. Ôi, vương miện này mình sẽ cầm để mình có thể về khoe mẹ mình thật là rõ ràng nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn giám đốc rất tuần. Nào, vô, chúc mừng anh. Chúc mừng à? Chúc mừng. Rồi, 1, 2, 3, Du. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. Đây sẽ là một thứ mà mình phải khoe với mẹ mình chứ, đúng không? Chắc chắn rồi. Và chương trình có một bất ngờ dành cho người thắng cuộc là Phúc Du. Wow. Trời ơi. Chào mẹ. Chiến thắng giải đua bánh mì ngày hôm nay. Cả nhà yêu con. Yeah.
Mọi người ơi, mẹ mình là chưa bao giờ đọc kịch bản đâu, mẹ mình đọc tốt thế này là mình ui hạnh phúc luôn á. Cái này là nếu mà đọc kịch bản này là chỉ có giống ngày xưa bảo mẹ lên nói với cô là tha cho con bản kiểm điểm á, kiểu là hay đọc như này thôi. Chứ còn đây là lần lâu lắm rồi mình mới được nhìn lại gương mặt mẹ mình như này, rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn chương trình Kéo Dẫn Tuần. Thank you, thank you Nam Anh.